Cho dù hôm nay kết quả có như nào nữa thì đối với em, chị vẫn là một trong những kỷ niệm đẹp, rất là đẹp với em từ thời còn học cấp 2 và thậm chí là bây giờ. Và em rất là mong sau khi mà ra chương trình á, nếu mà chị thấy clip này thì em rất là mong là chị có thể cho em một cuộc hẹn này, hoặc là mình có thể hát chung với nhau một bài hát mà em viết dành riêng cho chị và em này. Thì cơ duyên mà mình biết đến chị thì đấy là một cái câu chuyện nó rất là vui mà cũng có buồn cũng có nhá. Thì chị chính là tình đầu của mình vào năm cấp 2. Thì có một người dùng cái ảnh của chị. Hồi đấy thì chị được mọi người mệnh danh hot girl ảnh thẻ ấy. Cho nên là việc mọi người lấy ảnh chị để fake ảnh rất là nhiều. Đấy. Và mình cũng là một trong số những nạn nhân mà bị lừa đảo trên mạng và dùng ảnh của chị ấy và nhắn tin cho mình. Nói đúng ra là chị chính là tình đầu của mình ấy, nhưng mà tình đầu pha ke. Có chứ. Chuẩn bị con này. Chuẩn bị cái này. Tâm trạng của mình lúc này á, hồi hộp quá nhá. Kiểu nó khó tả, kiểu như khi mà mình, tại vì trước giờ mình khá là nhút nhát trong chuyện tình cảm, nhưng mà hôm nay thì đã lấy hết can đảm để lên đây rồi thì cũng hơi rụt rè một tí, hơi run. Gửi đôi lời những người mà mình hôm nay tỏ tình đúng không? Thì em rất là thích chị. Và cho dù hôm nay kết quả có như nào nữa thì đối với em, chị vẫn là một trong những kỷ niệm đẹp, rất là đẹp với em từ thời còn học cấp 2 và thậm chí là bây giờ. Và em rất là mong sau khi mà ra chương trình á, nếu mà chị thấy clip này thì em rất là mong là chị có thể cho em một cuộc hẹn này, hoặc là mình có thể hát chung với nhau một bài hát mà em viết dành riêng cho chị và em này. Tình hồ, tình lọc. Trời ơi, run chuyện gì? Có run không em? Không có. Thank you.
coi. Ôi à. Ê, em cao hơn chị là em cao lắm á. Chồng ơi. Chị ơi, Yumi kêu chồng ơi luôn rồi. Cái gì vậy? Thật không? Trời ơi. Yumi ơi. Yumi nhặt lên. Trời, em nhặt liêm sỉ lên đó chị ơi, em nhặt liêm sỉ lên đó. Nhặt lên. Em có liêm sỉ rồi mọi người ơi, đừng. Em có liêm sỉ rồi nhé. À, anh em chưa thanh hóa phải không ta? Ủa sao chị biết? Chị tại quê nội Thanh Hóa. À, nem chua hả? Nem chua Thanh Hóa. Em là thích nem chua nhất các chị. Mà lúc này nem chua Hà Nội sao? Nhìn cách gói. Chị nhìn thấy được luôn á. Nhìn thấy đeo lên, đeo lên mà hả? Wow, đây. Wow. Đó, rồi, bây giờ mời em giới thiệu về bản thân mình cho các bạn nữ ở đây cũng như là quý vị khán giả được biết nha. Xin chào các bạn nữ ở đây và mình là Phan, cũng như là chào chị. Mình là Phan Trường. Mình đến từ Thanh Hóa. Và công việc hiện tại của mình đấy chính là một mẫu ảnh tự do. Giống như bạn Luna đã nói ấy, thì nem chua Thanh Hóa là đặc sản ở quê em. Và em muốn mang đặc sản của quê em đến để tặng cho các bạn. Kìa, chồng tặng quà kìa. Ê, nem chua là phải có bia hay sao? Đúng rồi, nem chua phải có bia. Lấy nhiều mà, lấy đi. Hỏi bạn ơi, biết uống bia không? Em có biết dạo đẹp gì đâu. Em còn không biết say là nó như thế nào đây này. Đúng rồi đấy. Dạ, cảm ơn ạ. Ví dụ em lấy nhiều hơn được không? No! Dạ, tại em nè, trợ lý nè, makeup nè, stylist. Chị quay phim. À, chị nữa hả? Dạ, ok. Tôi cầm luôn cái này đi. À, em cảm ơn nhiều. Trời. Mình cũng muốn được nhiều như vậy thì được không? Đi nữa. Bạn có biết là nem chua là món mình thích nhất không? Chị ơi, đây là món em thích nhất. Em thiệt, em nói thiệt luôn. Là món em thích nhất. Tặng cậu luôn. Thích nhất, thích nhất. Cảm ơn nhé. Nhưng mà mình muốn được nhiều như thế cơ. Chứ nó ra về đi, tôi sẽ mua cho cậu. Trời ơi. Cảm ơn nhé, hứa rồi nhá. Ok, uy tín. Nhậu nhá. Ok, uy tín. Uy tín luôn.